Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Đây, tôi đang đứng ở đây là ngay cái bờ kè, ngay cái đường Phước Thắng, hẻm 118 Phước Thắng đi vào. Tức là ngay cái hẻm này là đối với lại cái cổng của nhà thờ Hải Đăng. Đây thuộc phường 12, thành phố Vũng Tàu. Đây tôi có vài cái lô đất người ta gửi bán này. Đây, cái lô này là lô góc ba mặt tiền luôn, ba mặt hẻm. Phía này là biển này. Này nước nước lên à, phía bên kia là Phước Tỉnh này, chung cư này à, đây là cầu cửa lấp này, đây gọi là đường Võ Văn Kiệt ấy, chạy thẳng sang Phước Tỉnh Long Điền. Đây tôi giới thiệu với quý vị một vài lô ở đây thì sơ bộ đây là có một lô đất này là góc ba mặt tiền luôn ạ, ngay góc ngã ba chứ không phải ba mặt tiền, hai mặt tiền thôi. Thì cái này là 608 mét vuông, chiều ngang là 20 mét, chiều ngang mặt đường kia là 20 mét. Ngã ba chiều ngang 20 mét, còn cái chiều dài đây là 27 mét một cạnh, 27 mét một cạnh là 32 mét, thì tổng diện tích nó là 608 mét vuông. Đất nông nghiệp biệt riêng. Mặt này là 20 mét này. Đây chạy thẳng vào nhà thờ Hải Đăng. Giá chào bán cho lô đất này là 5 triệu rưỡi một mét vuông. 608 mét mà 5 triệu rưỡi mét vuông. Đây chạy thẳng đây là đi lên cầu. Hôm nay nước lên nên rất là đẹp. Biển, đặc biệt là nước hôm nay rất là trong. Thì lô đất này giá tương đương là 3 tỷ 35 chục. Nếu quý vị nào có nhu cầu mua lô đất ở đây á thì alo cho tôi nhé. Theo số điện thoại là 0909 889 638 và 0915 699 112. Quý vị hãy đăng ký kênh của tôi để cập nhật những thông tin mới nhất mà tôi post lên trên kênh YouTube. Xin chào, hẹn gặp lại.